Vòng chơi thứ nhất hơn 200 người chết, vòng chơi thứ hai cũng nhiều người bỏ mạng, chính xác là đã có thêm 79 người ra đi, tiền thưởng lại tăng thêm 7,9 tỷ won nữa. Tiết lộ rằng vòng chơi tiếp theo này sẽ ác liệt hơn đấy nhé. Khi ngày mới bắt đầu phát đồ ăn, nhóm côn đồ đã lấy hẳn 2 phần, khiến 5 người bị thiếu không có suất. Đến khi quay sang hỏi tên đầu gấu sao làm như vậy, lập tức hắn đánh chết ông chú này. Nhưng tại sao người quản trò lại không phản ứng? Bởi vì sự dã man của những vòng sau sẽ tăng lên gấp bội, không đơn thuần chỉ là chơi thắng là giỏi, mà mọi người sẽ phải tự tàn sát lẫn nhau. Sau mỗi vòng lại là công việc hỏa táng, thanh tra hoang cũng đến thu thập thông tin. Phía khác ông kính cận và hai tên lính đang mổ nội tạng người chơi. Đúng là tổ chức nào cũng không thoát khỏi sự tham ô tham nhũng. Việc có người bị đánh chết khiến nam chính tập hợp những người quen lại với nhau, gồm cả cụ già và cô gái trẻ, mà không ngờ đó sẽ là điều tai hại nhất. Phía ông kính cận cũng được thông báo, tối nay chúng sẽ lại cho ít đồ ăn, để những người trong đó tự tàn sát, và nhắc ông phải chọn nhóm nào mạnh nhất. Về phòng ông liền xin tham gia với nhóm côn đồ, bằng cách nói bí mật cho hắn. Khi đèn điện chuẩn bị tắt, tên côn đồ đã cầm sẵn vũ khí trên tay, hắn sẽ cắt cổ nhiều người cho giảm bớt đối thủ. Quả nhiên một cô gái trẻ đã bị hắc sát hại hét ầm lên, cả căn phòng mọi người điên cuồng hoảng loạn, cô gái trẻ cũng bị khít cổ rồi. Nhưng may cô có thủ con dao nên đâm hắn được vài cái, cuối cùng lại bị hắn cướp được con dao, đâm liên tiếp bất cứ ai hắn gặp. Thực ra thì người quản trò là kẻ sắp xếp, để chính sự tàn ác của con người giết chết lẫn nhau, thế mới biết lòng dạ con người đáng sợ tới mức thế nào. Trong sự khốn cùng không biết bảo vệ nhau, lại giết nhau còn hơn con vật. Nhóm của nam chính lúc này đối đầu với nhóm côn đồ. May mắn có ông già trên cao hét lên, cứ thế này sẽ chẳng ai được sống. Đúng lúc này kẻ bí ẩn cũng dừng trò chơi, nhân viên áo đỏ xông vào khống chế. Thanh tra hoang cũng tận mắt chứng kiến bãi chiến trường này. Trong khi nhân viên khác đang thu dọn xác, anh đến ra ám hiệu cho nam chính biết mình. Sau mỗi vòng lò hỏa thiêu lại hoạt động hết công suất, chả khác gì đại dịch Covid hiện nay. Sau cuộc đại thảm sát vừa rồi, nhóm côn đồ vẫn còn tiếc nuối vì bị dừng lại. Đáng ra nếu chúng giết hết mọi người, thì chẳng phải chúng có thể lĩnh trọn số tiền kia sao? 27 người đã phải bỏ mạng, số người còn lại chỉ là 80. Bọn côn đồ lại thưởng cho nhau những trò đổi bại. Tiếp theo là vòng chơi thứ 3, lần này mọi người phải chia nhau thành nhóm 10 người. Do biết trước nên tên côn đồ tập hợp những người khỏe mạnh nhất, hắn cũng chẳng ngại ngần thẳng tay loại bà cô yếu đuối. Chơi xong rồi hắn loại bỏ cô ta luôn, còn đội của nam chính thì đến là tệ hại, lại còn mời thêm cả phụ nữ thế này. Ông già không mời được ai nên giờ vẫn thiếu một, lại đành nhận thêm bà cô độc ác tham gia. Trò chơi vòng 3 này là kéo co ở tòa tháp trên cao, nhóm côn đồ thì vui mừng hớn hở. Còn đội nam chính nghe xong cũng biết là sắp chết rồi. Giờ sẽ là lễ bốc thăm chia cặp. Đội 1 của nhóm côn đồ và đội 7 thi đấu đầu tiên. Hai bên bắt đầu vào sàn thi đấu. Đội bên này chưa đánh đã sợ vãi đái ra quần. Quả nhiên khi kéo co nhanh chóng bị thua, cứ thế 10 người bị lôi tuột xuống, máy chén dập xuống cắt đứt sợi dây, kết thúc là 10 sinh mạng bẹp rúm bên dưới. Từng hòm quan tài lại được mang vào thu dọn, ai còn thoi thóp sẽ có kẻ đánh dấu lại, có nghĩa là sẽ bị mang đi móc hết ruột gan. Lượt tiếp theo tới đội nam chính, nhưng xem chừng đối thủ của họ mạnh hơn rất nhiều. Chưa thi đấu mà ai cũng run sợ, nhưng ông già lại tự tin rằng chơi kéo có không phải dùng sức là sẽ thắng, quan trọng nhất là tính đoàn kết và chiến thuật, thì yếu hơn vẫn thắng cuộc mà thôi. Hóa ra ông cụ đã từng vô địch kéo co toàn quốc, người đứng phía đầu nhất định phải mạnh và tinh thần không được nhục chí, kẻ sau cùng phải chắc như mỏ neo, đặt dây ở giữa rồi đứng so le trái phải, rồi bàn chân đặt thẳng hai hàng, sợi dây kéo phải đặt ở nách, có như vậy mới dồn được toàn lực vào dây. Hơn nữa còn một điều quan trọng nhất, trong 10 giây đầu tiên cần trụ vững bằng tư thế đang nằm. Đối phương không kéo được sẽ bắt đầu hoảng loạn, họ sẽ nghĩ chúng ta khỏe hơn. Hết 10 giây cả đội phản kháng, nhanh chóng đã kéo lùi được nhóm khỏe mạnh kia. Tiếc rằng đối thủ cũng không phải là yếu, do khỏe hơn nên chúng phản công lại rồi. Chẳng mấy chốc đội mình đã rơi vào tình huống nguy hiểm. Đến lúc này chiến thuật mới cần dùng, đó là khi ra hiệu tất cả tiến lên 3 bước. Cô gái sợ nhưng vẫn phải làm thôi. Theo hiệu lệnh cả đội cùng bước lên, quả nhiên đã làm đội kia mất đà ngã xuống. Phía quân mình tranh thủ phản công, họ dô ta anh em mình cùng nhau kéo pháo. Chiến thắng quả nhiên đã đến rồi, máy chém lại dập xuống kết thúc 10 sinh mạng. Chiến thắng rồi nhưng họ lại không hề vui, bởi bàn tay này đã phải nhuốm máu rồi. Chúng ta sống được thì 10 người khác đã phải tắt điện. Trò chơi sinh tồn vẫn cứ tiếp tục, và cái kết cũng chẳng khác gì. Ai còn sống sẽ được lôi đi chỗ khác, rồi moi sống lấy nội tạng ngay khi còn tươi. Nhưng hết ngày lại phải tắt đèn đi ngủ. Liệu có sống nổi qua đêm nay hay không đây? Nam chính đề nghị hãy dựng rào chắn, như vậy sẽ phòng thủ tốt hơn, rồi dùng đòn tâm lý chia rẽ đối thủ. Ai mà biết đồng đội mày sẽ giết ai mà giành lấy tiền thưởng của mày. Quả nhiên lời nói đã khiến tên côn đồ hoài nghi, cuối cùng về báo đồng đội tối nay không giết người nữa. Tổng số người cũng chỉ còn 40. Ở phía khác nhóm lính đi mổ lấy nội tạng, thanh tra hoang cũng đã trà trộn vào đây, tận mắt chứng kiến những cảnh đáng sợ này. Từng quả tim được moi ra khi còn đang đập. Thanh tra hoang thấy sợ nên đồng đội nghi ngờ. May là ông bác sĩ hét ầm lên vì muộn rồi, đói quá, nên thanh tra may mắn thoát nạn, đồng thời được phái đi giao hàng nội tạng sang tàu. Phía bác sĩ cứ nghĩ sẽ được báo trước trò chơi, không ngờ rằng những nhân viên này cũng chưa biết được. Tên bác sĩ điên tiết cầm dao khống chế, ép tụi này phải đi hỏi bằng được, nhưng không nhanh thì sẽ hết giờ về phòng. Tên áo đó đành phải phản kháng, kết cục liền bị bác sĩ đâm dao đi đời. T
tên còn lại cũng lao đến chiến đấu, nhưng bác sĩ vẫn khỏe hơn bỏ chạy được ra ngoài. Giờ mà bị phát hiện thì tụi này chết hết. Cảnh khác thanh tra Hoang đang đi theo lối bí mật, phát hiện ra các đường đi đã cài đầy bom, nên tò mò hỏi cái gì đây thế. Kết quả liền bị đồng đội nghi ngờ dí dao vào cổ. Hắn ép anh phải cởi bỏ mặt nạ, nhưng thanh tra đã dí súng vào bụng của hắn, ép ngược lại hắn bỏ mặt nạ ra. Thanh tra Hoang lúc này cũng nói sự thật, anh vào đây để tìm tung tích anh trai. Tên bác sĩ lúc này cũng chạy ra tới bên ngoài, thanh niên áo đỏ cũng đuổi theo tới bến. Nhưng giờ nổ súng thì sẽ lộ hết, nên hắn đành thương lượng cho qua, còn bỏ mặt nạ cho bác sĩ xem mặt, để vòng ra định đâm sau lưng. Đúng lúc này đại ca áo đen đã tìm tới bắn chết. Tên còn lại lúc này cũng khai ra manh mối, rằng có một danh sách người chơi ở phía phòng thủ lĩnh áo đen. Thanh tra Hoang kết thúc luôn tên độc ác này. Thủ lĩnh áo đen lúc này cũng biết chuyện bán nội tạng, kết liễu luôn tên lính tham ô này, rồi cho người hạ luôn bác sĩ. Thanh tra Hoang phải tìm đường về gấp, vì tụi kia đã cho người đi lục khắp nơi rồi. Không ngờ anh liều mình tìm đến phòng thủ lĩnh, tên áo đen cũng phát hiện ra một lính bị bắn chết. Giờ cần tìm kẻ đã bắn chết tên này. Hắn moi viên đạn ra cũng biết đó là cảnh sát, lập tức còi báo động được bật vang lên. Tình thế hiện nay là hết sức khẩn cấp, trong khi thanh tra Hoang đã vào tới kho chứa tài liệu rồi. Còn tụi này cũng phát hiện ra số 29 là kẻ cần tìm. Còn thanh tra Hoang lúc này cũng biết anh trai mình đã chiến thắng trò chơi này năm ngoái rồi. Tất cả lính canh lập tức ép tất cả người chơi dậy. Vòng thứ 4 sẽ được tiến hành ngay trong đêm. Chúng treo xác tất cả những người vi phạm cho mọi người chứng kiến. Phía bên trong thanh tra Hoang ra tới phòng khách. Đúng lúc này kẻ áo đen cũng về tới phòng. Hắn còn phải báo cáo lên cho người thủ lĩnh phía trên nữa. Ở vòng chơi thứ 4 này sẽ chơi theo cặp 2 người 1, mọi người phải tự chọn người chơi cùng mình. Nhưng chưa biết luật chơi nên việc chọn người sẽ cực kỳ khó. Anh bạn nam chính và thanh niên Ấn Độ làm một cặp, những người thân thiết nhất sẽ chọn chơi cùng nhau. Nhanh chóng đều đã có đôi hết cả. Ji-hun thấy thương cụ già nên muốn giúp đỡ cụ, mà không biết được rằng luật chơi sẽ là điều khốn nạn nhất. Cô tóc xoăn bị lẻ loi không chọn được ai. Kết quả thế nào chắc ai cũng đoán được. Phía bên ngoài mọi người bắt đầu tiến vào khu trò chơi. Mỗi người sẽ được nhận 10 viên bi. Họ vẫn cứ nghĩ là sẽ chơi để chiến thắng đội khác, còn ngoắc tay để kết giao huynh đệ. Nhưng đến khi nghe luật chơi mới ngớ hết người, đối thủ lại chính là người đồng đội. Hai vợ chồng lại phải giết nhau. Luật chơi vòng này thực sự quá tàn nhẫn. Tự bản thân phải giành giật sự sống với chính người mình tin tưởng và yêu thương. Một trong hai ta sẽ có người phải chết. Phía cụ già lại bị lú lẫn cứ đi lung tung không chịu chơi. Có những cặp đôi thì nhường nhau sự sống, cặp đôi khác lại cố gắng để giết nhau. Dù sao thì một người vẫn phải bỏ mạng. Cô gái nói hãy chơi một ván thôi, bởi hai người đã bình thản đón nhận cái chết. Anh Ấn Độ đã thắng gần hết bi của anh Hàn Quốc rồi. Còn nam chính nếu cụ già mà không chơi thì cả hai sẽ chết. Cụ bị u não nên cứ mất trí nhớ suốt ngày. Phía anh Hàn Quốc thua người Ấn Độ chỉ còn một viên duy nhất. Vậy có nghĩa là anh ấy chắc chắn sẽ thua. Đối mặt với cái chết anh người Hàn cũng nổi khùng không chịu được. Nói chung anh cũng vẫn chỉ là con người. Anh quỳ xuống xin người Ấn Độ hãy nhường sự sống, bởi anh có mẹ già con thơ ở nhà. Tiếc rằng người Ấn Độ cũng giống như vậy. Ở bên này nam chính cụ già bắt đầu chơi, nhưng phút mốt đã thắng nam chính hết 9 viên mất rồi. Giờ cũng chỉ còn một viên duy nhất. Phía tên đầu gấu chơi trò ném bi vào lỗ, ai ném vào lỗ thì ăn hết bi bên trên. Thời gian nhanh chóng trôi chỉ còn vài phút, nhiều người đã thua hết bi liền bị bắn bỏ. Mỗi tiếng súng vang lên thì con chim lại rụt vào một ít. Chỉ mỗi hai cô gái này vẫn bình thản như không. Chắc là do không chim nên chẳng có gì để rụt. Nam chính đánh cược nốt viên bi cuối cùng, nhưng mà anh lại đoán sai kết quả. Không ngờ rằng cụ già lại bị lãng tai. Thế là Hi-hun liền lừa rằng anh đoán chẵn. Cụ già lại lên cơn mất trí nhớ rồi. Phía bạn của nam chính cũng lừa người Ấn Độ, nói rằng tạm dừng chơi vì có thể hết giờ cả hai sẽ không bị giết, nên hãy để anh ta cầm túi bi hộ cho. Bên này thằng đầu gấu cũng chỉ còn một viên bi cuối, nhưng kết quả lại là ném trượt. Anh bạn kia cũng chỉ còn một viên, nó sẽ quyết định xem ai được sống. Không ngờ đến gần lỗ lại đâm vào hòn đá chặn đường, vô tình đẩy bi của tên đầu gấu vào lỗ. Ông chú biết mình chết nên bỏ chạy luôn, nhưng mà chạy đi đâu cho trời hết nắng. Phía anh Hàn Quốc lúc này đã tráo đổi túi của anh Ấn Độ rồi, còn nam chính vẫn tiếp tục lợi dụng việc ông mất trí nhớ để mà ăn thêm. Giờ ông lão cũng chỉ còn 3 viên. Nam chính cảm thấy đã ân hận lắm, nhưng anh nghĩ rằng cụ đáng chết hơn anh. Cụ ung thư còn anh thì có con nhỏ. Thời gian lúc này chỉ còn 3 phút. Tên Hàn Quốc lúc này đưa túi bi ra nói rằng đã đủ 20 viên. Vậy có nghĩa anh Ấn Độ sẽ chết. Hai cô gái muốn ném viên bi, ai ở gần tường hơn thì sẽ thắng. Phía nam chính đã thắng hết của cụ già rồi. Không ngờ rằng cụ vẫn còn một viên cuối. Rồi cứ thế cụ bỏ đi xa. Cô móc túi ném bi trước nhưng lại ở xa bức tường. Đến lượt cô gái kia liền thả bi xuống đất. Vì là trẻ mồ côi nên cô không có người thân. Cô muốn dành sự sống cho cô gái móc túi còn có gia đình. Quả thật là một sự hy sinh cao cả. Phía anh Ấn Độ lúc này mới ngớ hết người. Giờ mới biết túi bi của anh đã trở thành cháo đá. Anh đã chết vì quá tin người. Thời gian sắp hết mà cụ già vẫn không chịu chơi. Mãi về sau cụ mới chịu nói. Nhưng phải cược hết tất cả một lượt. Cụ bảo như thế thì mới công bằng. Hóa ra từ nãy ông đều biết nam chính lừa cụ, nhưng cũng chỉ vì không muốn nam chính phải chết sớm mà thôi. Nói thế thôi chứ ông lại đưa hết viên bi cho nam chính. Chúng ta đã ngoắc tay là bạn thân cơ mà. Tôi đã rất vui vì được làm bạn với cậu. Hãy về nhà sống tốt với vợ con nghe chưa. Đúng lúc này đồng hồ đã điểm. Cụ già cuối cùng cũng đã hy sinh. Tập 6 khép lại với nhiều nước mắt. Để trưa mai mình ra tiếp 3 tập cuối cùng nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.